nào. Ở bước sau là không được phép đụng tay đụng chân nào nha. Vậy nào mà có người tham gia chơi nhạc sử được hả bạn? Bị lợi đó. Mấy bạn dưới kéo, mấy bạn dưới cậu, mấy bạn dưới kéo, mấy bạn dưới cậu này, cậu đi đâu? Tự nhiên mà thắng ra.